Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các sư phụ, chào các huynh đệ. Xin thưa với lại các sư phụ cùng các huynh đệ, bây giờ mình thực hiện test hoạt động của chiếc lọc xì Technic có model là SHD 5000. Đấy. Thì cái lọc xì này chạy điện 100V nhá. Ở đây là mình phải chạy qua cái ổ nắp này của mình này. Đây. Đấy, phải chạy qua cái ổ nắp này của mình. Đấy, chạy điện 100V chứ không phải 110. Đấy. Thì mình test hoạt động của cái chiếc lọc xì này để mình gửi tới một người thượng đế ở tỉnh Bắc Ninh. À, xin được giấu tên người thượng đế này. Đấy, người thượng đế này ở thôn Phúc Tinh, phường Tam Sơn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Một sự thật đó là chiếc lọc xì của Nhật Bản thì cái sự thật đó là rất hài lòng nhá. Hài lòng kể về coi như về mọi mặt, về vấn đề thóc bỏ ra nó cũng rất chi là hợp văn lý, về chất âm của nó thì khiến ta gật gù bổ củi là cái chắc chắn nhá. Bây giờ mời mọi người bổ củi. Chỉ có gật gù đây. Đây là không chạy qua lọc xì nhá. Tức là tín hiệu chạy thẳng, không chạy qua mạch khuếch đại, không chạy qua mạch lọc nhá. Đây này. Bây giờ kích hoạt lên nhá, kích hoạt lên này. Bây giờ lên từng bên một để thấy được là các cần của nó đều hoạt động trần văn tốt. Giờ lại lên bên đây nhá. Thì thưa với lại các sư phụ cùng các huynh đệ, có rất nhiều đồng chí hỏi mình về cái cách chỉnh của cái lọc xì này nhá. Thì cái lọc xì này về bản chất kỹ thuật của nó là cái thiết bị cắt tỉa tần số, tức là ở một cái giải nhận tần số nào đó nó có thể khuếch đại lên hoặc là nó làm giảm xuống nhá, tức là tăng lên hoặc là giảm đi. Thì mình chỉnh theo cái sở thích nghe của mình nhá. Đấy, vì trên thực tế có rất nhiều đồng chí hỏi là tôi thấy người ta chỉnh cái lọc xì hình chữ V đây này. Đây, người ta chỉnh như này, hình chữ V hoặc hình chữ F đấy. Đây, bên đây đây. Đấy, người ta chỉnh đúng theo kiểu cái hình chữ V nhá. Đấy. Thì người ta chỉnh theo hình chữ V là theo cái sở thích của người ta nghe như vậy. Đấy, mình nghe như thế nào thì mình chỉnh như thế để làm sao để cho nó hợp với cái lại cái tai của mình. Cái này mình vẫn cho nó lên hết cỡ cũng được nếu như mình thích nghe như thế nhá. Qua những người người ta không thích nghe check thì cái đây này, cái chỗ này là cái ngoài này là tần số cao là check đấy, người ta có thể giảm đi một tí hoặc là giảm xuống, đấy là do cái sở thích của mình chứ không phải coi như thế là học ai. Tôi cứ thấy người ta chỉnh hình chữ V, cái lọc xì nhà tôi cũng chỉnh hình chữ V đấy, là cũng xin trả lời một số huynh đệ là như vậy nha. Mình chỉnh ở đây là theo cái tai của mình nghe như thế nào là hay thì mình để như thế. Còn về cái vấn đề cái này cứ vặn tẹt lên cũng được, chẳng sao cả. Không ảnh hưởng gì đến cái vấn đề coi như thế là độ bền của nó nhá. Nó chỉ ảnh hưởng đến cái vấn đề là cái chất âm nó ra, nó xem nó có hợp với cái tai của mình không. Tất cả cái cho hết lại lên được, chả làm sao cả. Không bao giờ lo nó hỏng mà bảo là nếu như cho cái này lên hết cỡ mà nó hỏng thì đấy là đang nói sai sự thật. Nó không thể hỏng được nhá. Đấy, chỉ có cái là nó liên quan đến cái vấn đề cái chất âm nó ra ở đằng sau ấy là nó có hợp với cái tai của ta hay không thôi nhá. Đấy. Đây này, cho lên hết đây này. Cho hết đến cỡ này.
quay video lại có một đồng chí đuôi số điện thoại là 7811 gọi điện. Sorry đồng chí. Đây là cái kết nối, đây là ở hàng trên này là tín hiệu vào, ở dưới là tín hiệu ra. Bao giờ cũng vậy, cứ một trắng một đỏ là nó đi với nhau, nó giống kiểu một đực một cái nó đi với nhau nhá. Thì kết nối tín hiệu là từ máy tính bản hoặc là laptop hoặc là TV. Đấy, audio ở cái thẻ analog là đưa vào cái đỏ với lại cái trắng ở bên trên. Thế còn ở bên dưới thì bao giờ cũng vậy là nó vào âm ly nhá. Đấy, thì lát nữa mình sẽ đánh dấu ở đây là in. Đây ở trên này này, trên này là in nhá. Thì mình kết nối cái này vừa xong là quên không vặn bé nó xuống. Phải vặn bé nó xuống, để nó tránh trường hợp mà nó cháy cái loa chẹt nhá. Đấy. Ở trên là vào, ở dưới là ra ở lọc xì thì chạy thẳng vào âm ly luôn nhá. Tách loa này. Tách loa. Tắt lọc xì đi đấy. Tắt lọc xì đi này. Giờ bật lên nhá, bật lên này. Chơi thẳng cái âm ly nano mark này nhá. Đấy, nếu mà tín hiệu mà không chạy qua con lọc xì nghe nó có khác hết rồi. Đây. Đấy. Đấy. Giờ kích hoạt cái lọc xì lên nhá. Âm thanh mà đưa qua con lọc xì đúng là nghe sướng cái lỗ tai, mà nó lại là lọc xì của Nhật Bản. Thôi xin phép dừng clip vào đây. Trân trọng cảm ơn các đồng chí cùng các bạn. Chào thân ái. Merci. Nháy cũng rất đẹp.